Chị ơi, chị đang làm gì đấy? Chị đang vẽ hình in cho con bên này này. Chị vẽ xong thì làm áo lên cho bạn ấy đi nhá. Ok, chờ chị một chút nhá. Không biết hồi đi học, lớp chị có hay xích mích với các lớp khác không? Chứ lớp em bị các lớp trong khối nói xấu, chơi điều nhiều lắm luôn. 4 năm học cấp 2, có những lần cả lớp bị mất toàn bộ ghế chào cờ, đổ mắm tôm vào lớp. Nhiều bạn lớp em đã phải gặp tình trạng vô duyên vô cớ, bị chặn đánh, cảnh báo chỉ vì là học sinh của lớp A. Lý do đơn giản là vì thành tích học tập và thể thao của lớp em luôn đứng đầu trong khối nên bị ghét đấy ạ. Thêm nữa, vì là lớp chọn, có nhiều bạn học rất đỉnh, nằm trong các đội tuyển nên được các thầy cô ưu ái hơn nhiều nữa ạ. Đợt hội thao vừa rồi của trường, các bạn trong lớp em thi môn nào là bị chơi đều môn ấy. Lớp khác công khai kéo ngã, để người, hội đồng thành viên của lớp em mà không hề sợ bị phạt chị ạ. Miễn là lớp bọn em không thi đấu được. Đỉnh điểm là ghi đá bóng, bạn bí thư của lớp em đã bị gãy chân vì ba bạn lớp C đốn chân ngã. Lớp em rất tức giận và đã làm đơn đề nghị kỷ luật với ban giám hiệu nhà trường, nhưng cũng không ăn thua. Chúng em muốn có một mẫu áo thật chất để khẳng định với các lớp rằng đẳng cấp là mãi mãi, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Những lớp khác ghen ghét với bọn em vì vị trí của họ mãi chỉ ở phía sau thôi chị nhỉ. Cảm ơn chị Hải Anh nhiều nha.